À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn tiếp cho các bạn cách chúng ta tạo một cái chiến dịch trong email marketing Getitbot. Thì trước tiên là chúng ta phải đăng nhập vào trong cái tài khoản của dịch vụ email Getitbot. Chúng ta chọn login và chúng ta nhập cái email chúng ta vào. Để lại email để cho là chúng giống như username luôn đó. Rồi, cái đó chúng ta nhập cái password. Sau đó chúng ta chọn login. Khi vào trong login này thì chúng ta chọn một cái dashboard, tức là giống như cái bảng chính vậy đó, bảng thông tin chính. Sau đó chúng ta mới kéo chuột lên trên phần gọi là tạo cái chiến dịch, click campaign. Trong cái phần campaign này đây, tức là chiến dịch này đây. Thí dụ như tôi muốn chọn một chiến dịch là dự báo giá vàng 2014 chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta sau khi đã nhập vô trong phần đó, chúng ta đặt tên, chúng ta bấm click campaign, tức là tạo cái chiến dịch. Như vậy thì cái chiến dịch đã được tạo xong. Chúng ta trở lại cái dashboard thì lúc này chúng ta sẽ thấy được là cái chiến dịch nó được tạo không, nó cái tên nó là dự báo giá vàng 2014 trên là trên trên cùng đó. Thì cái đó là cái chiến lược, cái chiến dịch email marketing, và chúng ta hay tạo được nhiều chiến dịch cho mỗi cái chủ đề khác nhau. Như vậy chúc các bạn thực hiện thành công.